Phải đi như mày không? Ví của em mà. Con thì còn cái nữa. Quay đây. Em biết được. Em để đây. Tiền em tích góp bao nhiêu ngày tiền tháng? Tiền gì của mày? Không biết là không biết ở đâu. Tiền em tích góp bao nhiêu ngày tháng? Tìm kỹ lại xem nào. Bây giờ không tìm thấy ở đâu nữa. Em để trong ví mà không thấy nữa. Bao nhiêu tiền? Nhiều không? Nhiều tiền không? 50 triệu liền. Thế thử ra ngoài kia hỏi xem ai cầm không? Ai cầm nhầm hay mày để đâu mày quên mất rồi. Tiền em để trong ví 50 triệu em để em tích góp để cho bố mua ô tô mà bây giờ em tìm không thấy đâu nữa. Mày trong ví ai nữa lấy mà ai lấy mày? Bây giờ anh có hết mọi người xuống xem ai lấy của em thì trả cho em đi. Để đâu mà mất? Em để trong phòng đấy. Đùa ai mà lấy mà lấy mày cũng lấy mày cũng lấy. Bây giờ anh làm chủ anh có hết mọi người xuống xem ai cầm tiền của em. Mày để đấy mà có để tiền tao tìm tiền đấy trời ơi. Bao nhiêu đấy? 50 triệu. Quay lên là bắt đầu chưa? Tối qua em có thấy ở đấy. Sáng nay em đi chợ rồi thì không thấy đâu nữa. Chị, mấy đứa này có ai vào phòng có ai lấy tiền đi chi không? Đấy, phòng có gì đâu. Không gì lấy tiền gì. Bây giờ nói này cũng phải trả anh nhận. Mà nếu ai lấy cũng trả anh nhận đâu. Tiền mà anh cũng để cẩn thận. Bây giờ đông người như này. Tiền mày của mày nó không biết giữ mày để nó lấy mất. Thế giờ em để như thế mấy hôm trước em vẫn để đấy có ai lấy đâu. Bây giờ mọi người xuống đây hết là chị hỏi tôi xuống. Bé biết nhà đông người như này, bé biết anh lấy tao lấy cái tao cũng nhận. Đông người này ngu vừa đâu. Nói bây giờ nói thì biết sao được. Bây giờ mày lại để lấy yêu cầu mày Thảo lấy cho mày. Bây giờ anh đi hỏi Thảo cho em, lên Thảo. Mày đi hỏi. Mày cái gì mày không đổ được cho nó? Thảo, chị đứng lại cho anh, chị lấy tiền của em đúng không? Lấy cái gì? Chị lấy tiền của em đúng không? Tiền gì? Chị lấy tiền của em, anh tích góp bao nhiêu ngày ấy? Mày bị điên ơi, suốt ngày mày lên đây mà bảo tao lấy cái này cái kia của mày. Mày đưa nước sáng em đi chợ, em phải chịu phòng em gì nhá. Chị vào phòng mày không được à? Bây giờ phòng đấy đâu phải một mình em ở đâu? Bây giờ em mất tiền rồi, chị lúc sáng cho phòng em sao mà đây bây giờ em lục, cứ trong cái phòng ấy đi em lục được thì chị cho em luôn đấy. Em lấy luôn đi. Nó bảo mày không xuống đấy, chắc chắn chỉ có mày lấy thôi. Sao trùng hợp như thế? Lúc sáng chị vừa vào thì em bị mất tiền luôn. Chị chịu. Tự em đi mà tìm. Bây giờ em lúc sáng em lấy làm gì? Em xuống đấy thì em không được xuống à. Chứ phòng đấy bây giờ có phải mình nó ở đâu. Bây giờ có cả anh chuột ở đấy nữa thì bây giờ em chỉ vào đấy. Cứ phải vào đấy là bây giờ nó mất tiền thôi, bây giờ nó sẽ đổ lỗi em à. Anh ở với em lâu anh biết thì em trả cho mày có tính đấy. Mày tìm đi xem nào có thấy không, mà mày lên đây mày lục lọi. Mày lục đi mà lục, có thì có mà lục. Mày làm như chị lấy cái thằng của mày ấy. Bao nhiêu người vào mà không sao mày không bảo mày không nghĩ sao tí không xả vào có được tí mày bảo nó lấy thì bây giờ chị đã ghét em như thế rồi chị chưa để với em sao chị biết tiền mày để đâu bây giờ chị cũng không thiếu cái gì mà chị phải lấy tiền chọn tiền của mày anh chị không thiếu tiền thì anh chị lấy tiền của mày nhá bây giờ em tìm cái trong phòng này hay như nào bây giờ em ra quán thì ai chị mua nhiều đồ ai em thấy được thì em nói nhá ô thế tao làm cái gì sao chị
đấy. Phải lý cho mày không? Lý của em mà. Có gì mà cãi được nữa. Quay đây. Em biết được mà em thấy ở trong mặt giường thì ai biết được. Thôi ở đây. Em không biết là em đi ở trong mặt giường mà chỉ có con chói à. Cái ví đấy chị nói thật em 50 triệu không đúc vừa đâu. Mở xem có tiền không? Mở xem có tiền không? Làm gì có tiền đâu. Không có tiền đâu này. Không biết là tiền em đâu. Ví ở em nói là cái em có tiền đâu đấy không. Bây giờ chị nói em biết cái ví này không ở được 50 triệu luôn nhá. Đừng lên đây vất vả chị thế mà em. Sao em biết được cái ví trong gọng giường. Vậy chị lấy là em cầm tung hết mọi thứ. Em tìm cái giờ em phải tìm cái gọng giường để em thấy. Em có lấy không? Em không lấy. Tự nhiên em mua cho chị làm gì. Cái ví đấy không đúc vừa 50 triệu đâu. Nói anh biết như thế. Và nếu mà em lấy phải tự vứt cái ví ra ngoài đường rồi. Chứ không phải em vứt vào gầm giường mình như thế. Anh không nói em lấy, em đừng nói với anh như thế làm gì. Anh giải thích cho anh làm gì. Mặt thế thì em phải nói. Em đừng giải thích với anh làm gì. Em chịu chị luôn đấy. Bao nhiêu tiền em tích góp em để mang về cho bố để mua mô tô. Bố sắp mô tô rồi. Bây giờ tiền nó không có nữa. Em làm thế em tự mang ví ra em bảo thế bây giờ em đừng nói thế. Chị em không hỏi làm gì đấy. Em không làm gì làm gì. Có cái đồng lẻ cũng như chị cần đấy. Chị không phải quát em. Quát cái gì ta phải đúng thôi. Thôi 50 triệu anh ra tiền cho mày được chưa. Cái ví này cũng đeo được vừa 50 triệu đâu nói em mày biết thế. Không phải lên đây lúc nào cũng vất vả đấy đâu. Mày mang ví đi, tí ra tiền cho mày 50 triệu. Sáng nay em có lấy làm gì? Hả? À? Chúng em hỏi anh chuột đi xem chị Lai như thế nào rồi. Thì bây giờ nó để ý thấy em thấy trong đấy, bây giờ nó đổi đổi với em thế. Em biết tiền nó vứt ở đâu. Bây giờ cả nhà biết bao nhiêu người đi lại cái phòng đấy. Bây giờ tự nhiên bây giờ nó lên nó đổ tội em đấy, em biết cái gì. Em có chả có tính như thế rồi anh. Thì biết em biết nó đang để ý em rồi em còn xuống đấy làm gì. Thế em lấy bây à? Giờ anh Sơn ở đấy chẳng em không lừa vào. Anh nghĩ gì mà em lấy. Chứ tự nhiên lại ở em hỏng mình được. Hỏng mình tức là ngày em ở phòng rồi bây giờ lại chẳng em lấy được. Bây giờ em nói ai tin được. Chứ bây giờ anh không tin em nữa phải không? Anh hỏi em không tin em nhưng mà em không ở ngay ở trong phòng cả ngày. 50 triệu đấy thì thế để em đi rút em đưa lại cho nó. Không phải anh em ăn trộm. Anh bảo tí nữa anh rút anh đưa cho nó. Em không phải rút làm gì. Bây em chả lấy mà cứ mọi người cứ nghĩ em là lấy bây giờ nó lên nó nói thế bây giờ cả nhà nghĩ em như thế nào. Ngày xưa em đang ở nhà ông người mẹ đang cũng đổi điêu em lấy vàng rồi. Bây lên đây ông người tiền nong nó không cất cẩn thận bây giờ mất rồi bây giờ nó nói thế bây giờ cả nhà nhìn em bằng như nào. Bây giờ nó tính nói như thế rồi em còn xuống đấy lại bảo là đừng có liên quan gì nó đừng có xuống đấy rồi. Cách biệt nhau rồi ăn cơm anh đã mang cơm dặn phòng em ăn rồi. Em phải hiểu chứ em lại xuống đấy làm gì nữa. Đợi đúng lúc nó đi ăn đi chợ em rồi xuống đấy. Để cho nó nhìn thấy. Em đi đâu? Ở đây ngồi.